nhóm phát triển sirabang vui mừng thông báo rằng quá trình di chuyển mạng chính đang diễn ra suôn sẻ và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng một tuần nhóm rất biết ơn sự kiên nhẫn và hiểu biết của người dùng trong thời gian này nhóm đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng quá trình di chuyển diễn ra suôn sẻ nhất có thể cho người dùng nhóm đã di chuyển thành công tất cả dữ liệu người dùng sang mạng mới nhóm hiện đang thử nghiệm mạng mới và sửa mọi lỗi mà họ tìm thấy nhóm dự kiến sẽ phát hành ứng dụng sirabang mới với sự hỗ trợ cho mạng mới trong vòng một tuần trong thời gian chờ đợi người dùng có thể tiếp tục sử dụng sirachai.com để truy cập vào tài khoản Sirabank của họ. Nhóm tin tưởng rằng việc di chuyển mạng chính sẽ thành công và sẽ mang lại lợi ích cho tất cả người dùng Sirabank. Họ rất vui mừng được ra mắt ứng dụng Sirabank mới và tiếp tục cung cấp cho người dùng trải nghiệm DeFi tốt nhất có thể.